Tại sao ông bà Tổ tiên ngày xưa dùng chữ Lạc Hồng, giống dân Lạc Hồng, Lạc Việt? Tại vì chúng ta là gốc Do Thái, hệ phái ông Mô-sen đó nha. Nhớ nha, đây là thiên điện nói à. Thời đó đó, rồi đi khắp nơi, rồi qua hướng Á Châu, rồi lập nghiệp tại đó, tức là đi lạc đó, Lạc Việt, Lạc Hồng đó, đi từ cái hướng mà biển mà biển 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 Hồng đó, ở Trung Đông đó, đi qua Á Châu. Phần này chúng ta nói sao? Phần này nói sao? Chỉ hé bao nhiêu thôi, bởi vì đồng bào có biết là cách đây không lâu có một chi tộc Do Thái đã hội tụ, tức là được cái bằng, người ta kêu bằng đem về họp mặt ở tại Do Thái bây giờ, mà cái bộ lạc này đi qua tới bên Napan đó, tức là ở đâu, đồng bào ở đâu, cái xứ mà nói là Phật cái gì đó, Phật cái gì đó, Đạt Lai Lạt Ma gì đó, ở xứ đó, ở Tây Tạng à, đó, người Do Thái bộ lạc ở đó, đi lạc ở đó đó. Còn dân ông bà tôi đi, chúng ta là đi lạc xuống miền Nam Á Châu, lập quốc tại đó. Vì thế chúng ta có một cái dòng lịch sử mà có những cái trường hợp mà có những vị thánh hay là những cái sự việc mà kêu bằng rất là đặc biệt và vĩ đại. Ví dụ ngày xưa Moses đập cây gậy xuống biển là nước rẽ làm hai để cho dân đi qua biển để khỏi bị cái bọn mà hung dữ ác độc nó rượt theo, nó tàn sát, vân vân và vân vân, nhiều cái sự việc mà kinh thánh đã ghi. Thì tôi chỉ nói ít thôi, tại thời điểm lúc cần phải nói rồi. Có thể quý vị nói tôi là người điên người khùng này kia, cái nói chuyện của quý vị, tôi cũng nói thôi, nói chuyện của tôi. Tôi là tôi chỉ nói, ai hiểu là hiểu, không hiểu là chuyện của quý vị. Sau này chết rồi lúc đó tính sao, lúc đó trình diện Thượng Đế, lúc đó là chuyện của tôi. Bây giờ cũng vậy đó, tôi chỉ nói theo ý của Thượng Đế, mở miệng tôi nói. Rồi giờ chúng ta có cần được dân tộc này được cứu y không? Cứu sao?